Trong đợt này, xã Cản Hàng có 8 nhà, Pá Ma Pha Khinh 5 nhà, Mường Chiên 4 nhà và Trình Khay 2 nhà, với tổng số tiền là 620 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh Sơn La phân bổ và sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, với mức hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi nhà. Việc nghiệm thu và sớm bàn giao nhà đưa vào sử dụng đã giúp các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, có chỗ ở để ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo, chung sức phát triển kinh tế của địa phương.